Hello, em Mịch xin chào tất cả các bác ở trên kênh. Em đang ngồi giữa cái đỉnh đèo Bông Lau các bác ạ, thuộc địa phận huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn. Nơi đây chính là cái địa điểm mà ngày 30 tháng 10 năm 1947 thì quân ta đã oánh toàn bộ diệt hơn 200 lính Pháp rồi là lính Ngụy để phá hủy mấy chục xe nữa đây này. Đấy. Để góp phần chiến thắng cái trận thu đông năm 1947 của thực dân Pháp. Thì em hôm nay là hai anh em đang trên đỉnh đèo Bông Lau. Thấp máy xuống tí. Đấy, bỏ cái tay ra khỏi ống kính đi. Bên này nó có bị chạm không? Rồi, ngon rồi. Tầm đấy được chưa? Đẹp chưa? Rồi. À, nhìn cân xe đấy chứ. Rồi, ok. Thì hôm qua em với cả Bắc Cường cùng em Mậu nữa là lên thành phố Cao Bằng mua một con xe Mitsubishi. Góc đấy đẹp chưa nhỉ, hay là góc này đấy? Chú vừa ngồi đấy, ngồi đấy rồi đấy, đẹp hơn đúng không? Các bác thông cảm nhá, tại vì em đang quay bằng điện thoại để em chỉnh cái máy quay, chứ không là tí nữa em sẽ up bằng điện thoại, chứ không là ngày mai em sẽ up được cho các bác xem. Thì em mua một con Mitsubishi. Em bật mí cho các bác một tí thôi, là ngày mai em sẽ up cái clip mà đi mua cho các bác xem. Thì chắc là có lẽ là tối nay thì Bắc Cường sẽ up cái clip đấy trên kênh Việt Bắc Kha, nhưng mà tuy nhiên ngày mai em sẽ up cái trên kênh của em. Nó cũng rất nhiều điều thú vị khác nữa các bác ạ. Mua được cái xe đấy và tối hôm qua mua được, và tối hôm qua ngủ lại thành phố Cao Bằng. Sáng nay thì hai anh em là đi về Lạng Sơn này, về bên Lạng Sơn để ăn cỗ. Hôm qua nhận được lời mời ăn cỗ của trong các chú trong họ hàng, để cho bác Cường bác cái lái con Trích Tông ấy đi về đằng Bắc Cạn để xuôi xuống đằng Thái Nguyên, còn em thì lại vượt thành phố Cao Bằng qua Lạng Sơn vào về Bắc Sơn để tối nay là cỗ bàn. Đấy thì em ấy chia sẻ với các bác một chút là như này, suốt một tuần nay, hai tuần nay quay về đây thì em có nhận được rất nhiều các cái câu hỏi các bác gọi điện đến hỏi những cái câu kiểu như thế này: em ơi, bây giờ anh đang định mua xe thì em tư vấn cho anh cái xe nào đi cho nó tốt cái. Đấy, rồi là em ơi, anh muốn mua cái xe về để đi thì bây giờ em tư vấn cho anh cái, kiểu thế. Thì em không biết là các bác hỏi thế thì rất là khó, phải nói là rất là khó. Không biết là các bác đang định mua con xe tầm bao tiền, đấy, loại gì và đã thích kiểu dáng gì chưa. Ý em nói ở đây là không cần, chưa nói đến là cái dòng xe gì, chính xác là cái xe gì. Nhưng mà mình cũng phải biết được rằng là khi mà các bác đã muốn mua một cái xe thì các bác nên tìm hiểu là mình định mua bao nhiêu tiền này, thích số sàn hay số tự động rồi này, hay là cũng có phải có một cái tìm hiểu trước một chút là thích màu mè như nào, làm sao đúng không ạ, thích xe nhỏ hay xe to, và cỡ tiền tầm bao tiền, rồi là thích cái dòng xe Nhật, xe Đức hay xe Mỹ, xe Hàn Quốc hay là xe Việt Nam đúng không ạ. Chứ bây giờ mà nói về phạm trù em ơi, bây giờ cái xe nào tốt để cho anh mua thì anh đi, thì em phải nói với các bác là cái xe nào cũng tốt. Tất cả các xe trên thị trường này là cái nào cũng tốt. Bởi vì là sao? Bởi vì khi mà một cái xe bán ra thị trường, nó phải có qua kiểm định của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, kiểm tra chất lượng tiêu chuẩn các cái, nó mới ra ngoài thị trường mới bán được. Thì vẫn khẳng định với các bác là nó đều tốt. Em chỉ biết nói thế, biết hỏi thế thì nó phạm trù nó bao la bát ngát, nó rộng đến như thế thì làm sao mà biết đâu đâu đúng không? Thì là em muốn là các bác đặt những câu hỏi, ví dụ như là: em ơi, anh đã tìm hiểu rồi. Trước tiên các bác phải tự tìm hiểu trước. Nhưng bây giờ làm sao mà hỏi em phát như thế thì em không biết là hướng các bác kiểu gì. Ví dụ như em tả cho các bác là morning đi, thế thì bảo morning tao đi cái gì, cái loại đấy. Ví dụ thế. Nên là em đi bán tải đi. Em bán tải, bảo em đi phố, em đi bán tải làm cái gì, thì làm sao mà nó rất là khó câu chuyện. Nó chưa được đưa vào tâm chính đúng không? Nó chưa vào tâm chính thì rất là vất vả và rất đau đầu. Một ngày nghe đến 100-200 cuộc điện thoại như vậy, nó rất là mệt, rất là đau đầu, không giải quyết được gì cả. Em có thể không che cái micro bên đằng tay ấy nhé. Em không che này, sợ che micro, sợ các bác không nghe rõ rồi. Thì
Ví dụ như các bác phải là, chẳng hạn như bây giờ xác định là gì, anh muốn mua xe 7 chỗ này, thì bây giờ chú liệt kê ra xem, ví dụ như dòng Mitsubishi này, Xpander này, Fortuner này, rồi là Outlander này, rồi là cái dòng gì của dòng xe 7 chỗ ấy, đúng không? Toyota gì đó chẳng hạn. Thì theo chú là các con xe này nó có ổn không, hay là con kia nó có được không? Thì lúc đó em mới trả lời được, hoặc là em có, em biết được là em sẽ trả lời, còn em không biết thì em cũng không thể trả lời, đúng không? Vì kiến thức nó vô vàn, em không phải cái gì cũng biết được hết được. Chẳng hạn như là anh thích 5 chỗ nhưng mà gầm cao. Đấy, gầm cao thì bây giờ các bác cần tầm tiền nào, tầm 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, hay là 300 triệu, hay là 200 triệu, hay là 500 triệu. Đấy. Ví dụ anh bây giờ tài chính của anh có khoảng 300. Anh muốn mua một con xe nhỏ để đi gia đình. Đấy, Morning E10 hay là dòng Mitsubishi hay là dòng Fadin. Đấy, thì theo chú là anh thích Fadin rồi thì có như nào, đúng không? Chứ bây giờ không biết rằng nào thì nó rất là khó. Thì hôm nay em chia sẻ một chút vậy thôi. Thì các bác, và một cái nữa là các bác bán xe cho em, tả xe. Có những lúc là như này: em ơi, anh có cái xe Nissan, như sáng nay vừa gặp cái xe Nissan, mày mua được bao nhiêu? Hỏi thế thì em đến chịu luôn, đến lại. Bây giờ Nissan nó bao nhiêu loại xe, bây giờ em lại phải hỏi cái Nissan của anh là xe gì. Cứ xe Nissan thế thì chịu. Xe Nissan của anh phải là xe gì? Nissan Sunny, Nissan Pajero, Nissan Navara, Nissan X-Train, hay là Nissan gì đó, đúng không? Hay là Toyota bây giờ nó có từ Vios đến Camry đến Prado đến Lexus, cái gì đấy, ABCD nó rất là nhiều. Đấy, các bác, ví dụ các bác bán xe nhá, các bác tả như này cho em, bao giờ em cũng hỏi, đúng không? Bao giờ em cũng hỏi kỹ phát luôn. Xe của anh là xe gì, tên xe gì, sản xuất năm nào, số sàn hay số tự động, đi được bao nhiêu km rồi, màu sơn nó là bao nhiêu, đăng kiểm nó còn hạn bao nhiêu, tình trạng xe hiện tại nó như thế nào. Đấy, anh mua mới hay là anh mua lại, rồi là tình trạng xe nó làm sao, bây giờ có bị đâm đụng ở đâu không, có bị chảy xước ở đâu không. Sau rồi đến là gì, gửi ảnh cho em, gửi ảnh qua Zalo. Các bác lớn tuổi ấy, thì thường dùng về mặt công nghệ này hơi kém, thì cố gắng là dùng cái Zalo rất là tiện các bác ạ, để trao đổi công việc, rồi là gửi vị trí, định vị các kiểu, nó ở trên nó rất là hay, mà nó cực dễ, không có gì khó cả. Thì bắt đầu lúc đấy mới chụp cái xe thì nó giống như bọn em chụp ấy, chụp tổng thể một cái này, chụp đít, chụp đầu, chụp ngang, chụp dọc. Đấy, một cái này chụp bên trong, rồi là mở capo lên chụp khoang máy, rồi là mở cửa chụp trong xe, rồi là chụp cốp, đúng không ạ? Thế có nhiều người chụp một phát là nhiều, chụp nhìn mỗi thấy cái gương. Đấy, xong là chụp ban đêm nhìn nó giống như nào nhỉ? Không thể hiểu được. Thế thì làm sao mà em biết được, đúng không? Phải tả kỹ, giống như bọn em tả trên video ấy, tả kỹ. Tất nhiên là không phải là em muốn các bác tả như kiểu của em, nhưng mà nó cũng phải là chụp được một cái bức ảnh, nó phải là cân được cái hình. Chụp bằng điện thoại nó dễ không, cân bằng cái hình, đúng không ạ? Rồi là chụp đầu, chụp đít, chụp lốp, đấy, xem nó như nào thì mới giải quyết được. Thế nên nó mới nhanh. Chứ bây giờ cứ đi hỏi xe anh màu gì, hãng gì, làm một câu. Xong lại hỏi màu gì lại làm được câu. Năm sản xuất bao nhiêu làm một câu. Thế lại hỏi luôn là giá được bao nhiêu, mà em chưa biết số tự động và số sàn. Đấy, thì không biết được. Cho nên là để tránh những cái câu hỏi mà khó có câu trả lời là một này. Tránh những câu hỏi mà không cần trả lời các bác biết đáp án là hai này. Và tránh những cái câu hỏi mà quá mông lung, làm cho em cứ phải đi hỏi lại, nó rất là khổ, rất là mệt, nó mất thời gian. Đấy, rất là đau đầu, đúng không? Ví dụ câu hỏi biết trước câu trả lời. Em ơi, cái xe Y10 nhà em đang bán chạy có ngon không? Thì thực ra đừng hỏi câu đấy. Vì là cái thằng bán hàng, cái người bán hàng, gọi là cái thằng đi, em con cháu đấy, cái người bán hàng thì nói, ai chả nói là cái xe của mình ngon. Thế thì các bác không phải hỏi nữa là cái xe nó có ngon không, làm gì cho nó mệt, đúng không? Chỉ xem trên video ấy, xem là em tả như nào, đời nó khoảng bao nhiêu, mình xác định là đời cao là nó ngon, có vậy thôi. Đời thấp thì nó kém. Đấy, rồi là đời thấp thì ví dụ như con CRV là 208 gọi là đời thấp đi, nhưng mà gặp vệ một cái nó chỉnh sửa rồi, đấy, máy móc nó bảo dưỡng bảo trì rồi, sơn phi nó ngon, rồi là không bị đâm đụng va chạm,
đấy, thì hỏi những con xe này theo như cháu đi cháu cảm nhận nó còn được không, nó có hay lỗi ở đâu không đấy, thì hỏi như thế thì còn có câu chuyện trả lời. Nhưng bây giờ hỏi cái xe này nó đi nó có ngon không thì chắc chắn là ngon đấy, câu trả lời các bác biết trước, gọi là câu trả lời biết trước là ngon đấy. Cho nên ở đây là hôm nay em có một cái clip chia sẻ nhỏ nhỏ như thế để vừa up lên trên kênh. Mấy hôm vừa rồi hơi khô một tí, hôm nay em nằm nhà vẫn mấy hôm quá, thì hôm nay mới lại quay được. Thì ngày mai sẽ xuất clip và sẽ quay chi tiết cả con Mitsubishi Triton 2017 số tự động một cầu cho các bác. Đây tiện đây thì cũng cho em quảng cáo một tí là CRV này vẫn còn ở nhà, bán 360 triệu và cũng đang rất muốn bán rồi. Chạy thì trải nghiệm từ đồng bằng miền núi các kiểu, rồi đi Hải Phòng, đi Thái Bình, Nam Định các kiểu, rất là tốt. Rồi đi đường núi đường đèo, lên Cao Bằng rồi là lên Lạng Sơn, rồi quay về đây, nói chung là đi là tuyệt vời. Máy 2 chấm nhập khẩu Đài Loan, sản xuất là 2008, 5 chỗ ngồi, ghế trong đẹp, hình thức đẹp, sơn si đẹp, nói chung là lốp lác các thứ đẹp. Các bác về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Tất cả mọi thứ là mua lại của chính chủ tên cái biển này, nên các bác yên tâm về mặt pháp lý. Thì bên em bán xe bao giờ cũng hỗ trợ các bác về mặt pháp lý. Ví dụ như là bác nào cần rút hồ sơ, bác nào cần sang tên đổi chủ thì bên em đều hỗ trợ về pháp lý, tức là trợ giúp. Đấy, tuy nhiên là cái phí thì tùy cái thỏa thuận từ đầu với mình, thường là các bác phải chịu. Đấy. Thôi, kết thúc cái video ở đây thì em cũng xin chúc tất cả các bác sức khỏe. Và sắp Tết rồi, lựa chọn, cố gắng lựa chọn nhanh được cái xe ưng ý cho mình. Bác nào có ý tưởng muốn mua xe thì gọi điện cho mình. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại.